Dạ, tiểu thư nhà mình đã có thai. Trời ơi, thầy nói sảng hả? Tiểu thư nhà này không có chồng thì làm sao có chữa được? Dạ thưa phu nhân, chuyện này thì phu nhân hỏi tiểu thư sẽ rõ. Và tôi khẳng định một điều, tiểu thư nhà mình đã có thai và bào thai đang lớn lên từng ngày. Thưa bà. Trời ơi, con... Được rồi, tôi xin thầy giữ kín chuyện này. Đây là bạc. Dạ. Tôi tặng thêm cho thầy. Thầy nhớ là đừng có tiết lộ cho ai biết nha. Dạ xin phu nhân yên tâm, tôi sẽ không hé nửa lời. Xin đa tạ xin cứu phu nhân. Con, mẹ ơi, chuyện này là sao vậy con? Giọt máu này là của ai?